Ờ, không có súng kìa. Trễ rồi. Ủa, thằng này súng bự. Hình như nó không thấy tôi luôn hay sao, phải không? Ngạc nhiên chưa? Ok rồi. Bây giờ nè, thằng kia đang ca mình ở ngoài. Bây giờ mình phải tính con đường mình để mình đi nè. Chắc chắn thằng còn lại sẽ ở kho này, hoặc là trên đầu mình. Mình chỉ có một cách chạy, đó chính là mình chạy thẳng ra bình nước. Mình sẽ ôm. Mình ôm về container. Mình sẽ ôm thẳng, sau đó mình lên đồi. Là cách duy nhất thôi. Tại vì nó ca mình nhanh bên đây rồi, mình không biết được. Cái thằng hồi nãy bước vô, không biết là phải thằng kho, cái thằng từ trên đầu mình nó nhảy xuống, mình không biết được. Thằng nãy bước vô nhiều đồ không ta? Cũng nhiều. Chỉ tính ra thằng nãy bước vô là thằng kho, chứ không phải là thằng trên đầu mình. Thằng trên đầu mình không phải nào mà nhiều đồ như vậy. Vậy là trên đầu mình vẫn còn trên đầu. Vậy nó sẽ kê mình. Nó kê mình trên đầu. Vậy mình sẽ xuống đường kho. Mình xuống đường kho là dễ nhất. Mình xuống bên đây dễ bị bắn lắm. Mình xuống đường kho, mình xuống đây, xong mình chạy thẳng qua bên đây là nó không bắn được. Ok. Tiếp tục về nè. Rồi cấp 8. Ủa, vậy thằng nãy nó không lút ở đây à? Ui, cấp 4. Ê, từ từ, từ từ. Có đêm, có đêm. Đâu mà mày cấp 4, cấp 8 mày easy vậy? Nguy hiểm em à, từ từ, từ từ, tôi sửa lại cái bát chỗ các chuẩn bị rồi, chuẩn bị bắn nhau rồi. Chắc chắn là sắp có bắn nhau rồi. Tôi nghĩ lại rồi, anh em mình có nên lấy xe là không lấy xe. Lấy xe là một miếng mồi nó bỏ cho mình đó. Không lấy xe luôn. Mình đang hên là mình lấy xe luôn, mình đéo sợ. Mình đang hên, anh em yên tâm. Ủa mẹ thằng nào bắn vậy? Tôi mới cái gì nghe phụt ngang tay. À, nãy giờ vẫn còn chảnh hả má? Ủa? Không sao, từ từ anh em bình tĩnh. Thằng kia không biết mình đâu. Nó không biết mình đâu thiệt. Đi về nó cam hết. Đừng. Mày nó cam thiệt mấy ông à. Ghê đấy. Để xem. Anh để xem. Tôi biết cái xe này để đâu. Anh em yên tâm. Thằng này biết chơi game anh em à. Đó. Sao? Chơi game. Sao? Bắn xe tao đi. Ừ, bắn đi. Đúng rồi, bắn nhiều vào, đúng rồi. Bắn đi, bắn nổ đi. Bắn từ từ, không ừ, không chết. Rồi sao nữa? Rồi chạy về lấy xe. Lấy hộ cái bạn 10 tỷ nè. Bạn vô bo hộ mình cái luôn. Sao? À hai này bắn nha. Ủa. Yes! Chuẩn bị nha. Cao tốc nha. Mình chơi mẹ 90 km/h nha. Đang chuẩn bị nha. Lên! Ô! Bên phải anh em!
Lên kịp kịp. Việt Nam Racing Boy lên. Khỏi cần hỏi để tao nói we are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối vô vô đến rồi tao đi thôi. Gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Đức mày gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy.